Xin chào khán giả Hội Trường Thể Thao. V-League 2023-2024 thì đã khép lại. Suất xuống hạng thì đã thuộc về câu lạc bộ Khánh Hòa. Trong khi đó, đội bóng sẽ phải thi đấu playoff với đội bóng ở hạng dưới thì đó là câu lạc bộ Hà Tĩnh. Và lúc này thì tôi đang có mặt ở sân đấu Lách Chay để theo dõi trận đấu giữa Thể Công Viettel và câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An. Ở vòng đấu này thì Sông Lam Nghệ An đã có chiến thắng 2-0 quan trọng để giúp họ ngoạn mục vượt khỏi vị trí đấu playoff ở vòng đấu cuối cùng. Và lúc này thì hãy cùng với tôi đến với những hình ảnh cũng như cảm xúc của Sông Lam Nghệ An vui mừng sau chiến thắng quan trọng. Đây là những hình ảnh trong trận đấu của Sông Lam Nghệ An với Viettel. Như các bạn có thể thấy thì cầu thủ Sông Lam Nghệ An đã sốt sắng theo dõi trận đấu giữa Hà Tĩnh và Thanh Hóa diễn ra cùng giờ. Thậm chí là các cầu thủ dự bị của Sông Lam Nghệ An còn cùng với phóng viên để theo dõi trận đấu này ở bên ngoài sân. Và lúc này thì trận đấu giữa Thể Công Viettel và Sông Lam Nghệ An thì đã kết thúc. Tuy nhiên thì trận đấu cùng giờ giữa Hà Tĩnh và Thanh Hóa thì chưa kết thúc. Lúc này thì ban huấn luyện cùng với các cầu thủ cả dự bị lẫn chính thức của Sông Lam Nghệ An thì đều đang rất là lo lắng, đều là hồi hộp theo dõi trận đấu giữa Hà Tĩnh và Thanh Hóa. Hà Tĩnh thời điểm này thì có lợi thế hơn người và họ đang được chơi trên sân nhà. Mặc dù vậy thì những nỗ lực của Hà Tĩnh đã không được đền đáp và họ kết thúc trận đấu với tỷ số hòa 0-0. Kết quả này cùng với chiến thắng của Gia Lai trước Hải Phòng trên sân Pleiku, cùng với thắng lợi của Sông Lam Nghệ An 2-0 trước Thể Công Viettel trên sân Lạch Chay ở vòng đấu cuối cùng V-League 2023-2024 thì đã khiến cho câu lạc bộ Hà Tĩnh phải đứng ở vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng, và vị trí này sẽ khiến cho Hà Tĩnh phải thi đấu playoff. Còn trong khi đó thì Sông Lam Nghệ An đã ngoạn mục thoát khỏi vị trí phải thi đấu playoff. Và lúc này thì khoảnh khắc mà Hà Tĩnh đã kết thúc và các cầu thủ Sông Lam Nghệ An bắt đầu ra để kiểm tra bảng kết quả cũng như tỷ số, cũng như là thực sự là thứ hạng của mình. Đây chính là thời điểm của khoảnh khắc mà Sông Lam Nghệ An chính thức biết mình đã có thể trụ lại với giải đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam. Họ sẽ không phải thi đấu trận playoff mà người hàng xóm của mình, đội bóng Hà Tĩnh, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ phải là những người thi đấu trận đấu playoff. Lúc này thì tất cả các cầu thủ cùng với ban huấn luyện của Sông Lam Nghệ An rất vui mừng. Trong khi đó thì dĩ nhiên rồi, các cổ động viên của Sông Lam Nghệ An thì cũng rất vui sướng với cái kết quả này. Họ thậm chí là đã hô Thanh Hóa vô địch, Thanh Hóa vô địch. Và trong trận đấu thì cũng có rất nhiều thời điểm mà cổ động viên Sông Lam Nghệ An đã hô là Thanh Hóa cố lên, Thanh Hóa cố lên. Đó là những lời có thể nói là từ sân Lạch Chay nhưng mà có thể là vang vọng, tiếp sức cho các cầu thủ Thanh Hóa ở trên sân Hà Tĩnh. Còn đây là thời điểm mà ban huấn luyện của Sông Lam Nghệ An một lần nữa kiểm tra lại thông tin cũng như xác định một lần cuối cùng là đội bóng của mình đã chính thức trụ hạng, đã thoát khỏi vị trí phải thi đấu playoff. Mọi người có thể thấy là cảm xúc của các cầu thủ Sông Lam Nghệ An vỡ òa, sung sướng. Họ đã ở vị trí phải thi đấu playoff rất lâu ở mùa giải này, nhưng cuối cùng ở vòng đấu cuối cùng họ đã có một màn đội ngược dòng ngoạn mục. Họ đã
thoát khỏi vị trí mà phải thi đấu playoff. Tuy nhiên, vị trí playoff vẫn là mang tới cho họ cơ hội có thể trụ lại hạng, nhưng mà việc không phải thi đấu thì chắc chắn 100% sẽ giúp cho Sông Lam Nghệ An không phải sống trong trạng thái lo sợ. Và đồng thời thì trong thời điểm mà ăn mừng việc chính thức trụ hạng thì cổ động viên Sông Lam Nghệ An cũng đã có một phần quà, cũng có một chiếc bánh gato để chúc mừng sinh nhật cho đội trưởng Olaha, cũng là cầu thủ mà đã lập cú đúp ở trong trận đấu với Vietcong Viettel. Olaha đã góp công lớn giúp cho Sông Lam Nghệ An tránh khỏi vị trí phải thi đấu playoff. Rõ ràng là tình cảm mà Sông Lam Nghệ An, cổ động viên Sông Lam Nghệ An dành cho Olaha là rất lớn. Và bản thân cầu thủ này thì cũng đã có những hành động đáp trả đầy nghĩa tình. Trong trận đấu này thì không ít cổ động viên của Sông Lam Nghệ An đã đến sân vận động Lạch Tray của Hải Phòng để cổ vũ cho các cầu thủ Sông Lam Nghệ An. Và sau trận đấu hòa chung với niềm vui trụ hạng thì các cầu thủ Sông Lam Nghệ An đã nán lại một chút thời gian cùng với các cổ động viên của mình chụp ảnh lưu niệm, ghi nhớ lại cái khoảnh khắc một mùa giải có thể nói là đầy khó khăn. Tuy nhiên thì họ đã vượt qua rất nhiều khó khăn để ở lại với giải đấu cấp cao nhất của bóng đá Việt Nam. Và đây cũng là những hình ảnh cuối cùng ghi lại khoảnh khắc cảm xúc của Sông Lam Nghệ An trụ lại V-League ở mùa giải 2023-2024. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm và theo dõi hết video clip. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video clip tiếp theo. Yêu ơi.